Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng nghe quyển 6, chương 16 mang tên Cầu Thân. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Muộn một bước, Bảo Tích An đã bị người ta diệt khẩu. Hồn phách của hắn cũng không biết đi đâu. Điều này khiến cả Ngô Miễn lẫn Quỷ Bất Quỷ đều cảm thấy có chút bất ngờ. Vốn tưởng rằng người này chỉ là một tiểu nhân vật tìm về trả thù. Hiện tại xem ra, có vẻ bọn họ đang nghĩ chuyện này hơi đơn giản rồi. Bởi vì chuyện của Bảo Tích An không rõ ràng, cho nên Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ không thể dễ dàng rời đi. Bọn họ tìm một quán trọ trong kinh thành ở lại, đợi đến khi nào bắt được người đứng sau màn, đảm bảo mấy người phụ nữ trong nhà họ Thiệu không gặp nguy hiểm gì nữa, mấy người và yêu mới có thể trở về sơn cốc. Sau khi dọn vào quán trọ, Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ bắt đầu tính toán bước tiếp theo nên đi thế nào. Nhưng tất cả mọi chuyện đến hiện giờ đều không có manh mối, chỉ đành chậm rãi chờ người đứng sau tiếp tục ra tay, xem thử rốt cuộc kẻ đó muốn làm gì. Quan trọ mà bọn họ ở cũng kiêm luôn quán rượu hàng ăn. Vùng đất Giang Nam chú trọng đồ ăn thức uống. Tối hôm đó mới người bọn họ ăn cơm trong quán trọ luôn. Một lần nữa trở lại thành Kim Lăng, hai con yêu quái đều rất phấn khích. Lúc ăn tối đã uống nhiều thêm hai vò rượu, uống đến say bí tỉ. Được Quỷ Bất Quỷ mỗi tay dìu một đứa trở về phòng nghỉ ngơi. Quỷ Bất Quỷ đã bao hết cả quán trọ, cho nên không cần lo lắng ảnh hưởng đến người khác. Sau khi ném hai con yêu quái vào phòng, ông già đi ra ngoài sân. Liếc nhìn Ngô Miễn đang ngồi trên ghế đá trước hiên, rồi tươi cười ngồi xuống trước mặt nam nhân tóc bạc. Ông già cười khà khà nói: Lần trước bên người chúng ta cùng xuất hiện ở Kim Lăng, vẫn còn là lúc tiền triều rời xuống phía nam. Không ngờ chớp mắt đã hơn 200 năm trôi qua, cũng đã thay đổi đến 3 triều đại. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ dừng lại một lát, rồi nói tiếp: Bộ dịch chúng ta cũng có nhà lớn để ở trong thành Kim Lăng, nào ngờ lúc quay lại lại phải ở trong quán trọ. Ông già, ông nói ra lời này là muốn ở chen chúc với cả đám cô nhi quả phụ kia hả? Ngồi bên nhìn ông già tiếp tục nói: Chuyện của Quảng Hiếu, còn cả Bảo Tích An chưa tìm hiểu rõ, ta sẽ không đi. Ngồi bên vừa nói đầu một nửa, đột nhiên ngậm miệng lại, sau đó cùng Quỷ Bất Quỷ quay đầu nhìn ra hướng cửa quán trọ. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó có một âm thanh cũng coi như là quen thuộc vang lên. Đã muộn thế này mà Doãn Văn còn đến làm phiền hai vị tiên trưởng nghỉ ngơi, thật là tội lỗi. Cùng với tiếng nói, lại thấy có hai bóng người từ bên ngoài đi vào. Người đi đầu chính là vị Hoàng Thái Tôn Chu Doãn Văn của Vương Triều Đại Minh. Người còn lại là Cẩm Y Vệ Dương Quân bị thương nặng, vẫn chưa khỏi hẳn. Hắn hộ tống Chu Doãn Văn xuất hiện trong quán trọ. Người không ở trong cung nghỉ ngơi, đến đây làm cái gì? Nhìn thấy chủ tớ Hoàng Thái Tôn xuất hiện, ngồi bên khẽ cau mày, lại nói tiếp: Là hoàng đế muốn ra thánh chỉ với bọn ta, hay có chuyện lớn gì mà cần Hoàng Thái Tôn người đích thân chạy đến đây vậy? Không thể là vì ta nhớ hai vị tiên trưởng nên qua thăm sao? Chu Doãn Văn khẽ mỉm cười tiếp tục nói: Bởi tôi ta ở trong cung không ngủ được, muốn tìm người nói chuyện, nghe tới nghe lui và cảm thấy bốn vị là thích hợp nhất. Bạch Vô Cầu và Nhậm Tam tiên trưởng đâu? Sớm như vậy chắc hai bọn họ chưa ngủ đâu nhỉ? Hoàng Thái Tôn điện hạ, trong hoàng cung không được 1 vạn thì cũng có 8.000 người. Nửa đêm người không ngủ được lại đến tìm bọn ta. Quỷ Bất Quỷ cười ha ha nói tiếp: Ông già ta đoán xem nào, có phải đã có tin tức của Quảng Hiếu rồi không? Hắn trốn trong phủ của vị vương gia nào đó hả? Câu hỏi này khiến lồng ngực Chu Doãn Văn khẽ run lên. Ý cô nghĩ Hòa Thượng Quảng Hiếu 8 phần là đang trốn trong vương phủ của một người chú nào đó. Trong các vương phủ đều có tay mắt của Chu Doãn Văn, Chỉ cần hòa thượng Quảng Hiếu xuất hiện ở vương phủ nào, Chu Doãn Văn sẽ nhận được bồ câu đưa tin. Hoàng Thái Tôn cười một tiếng nói: Không dám dối gạt Quy lão tiên sinh, lần này Doãn Văn thật sự đến tìm hai vị nói chuyện. Chuyến đi lần này nhờ có các vị chăm sóc, ta lại chưa nói được một lời cảm ơn. Nói đến đây, Chu Doãn Văn hơi dừng một lát, liếc mắt nhìn qua Ngô Miễn giống như không nhìn thấy mình đã đi vào, rồi mới nói tiếp: Ban ngày nghe nói có một ngôi nhà trong kinh thành xảy ra hỏa hoạn. Chủ nhân ngôi nhà đó bị người ta mang ra ngoài, sống chết chưa rõ. Vụ việc đã được giao đến chỗ ta. Nghe người dân hóng chuyện nói là có 4 người làm. Không biết Quỷ lão tiên sinh ngài có biết không? Quỷ Bất Quỷ cười khà khà, không chút kiêng kỵ mà trả lời: Thi thể đúng là do mấy người bọn ta mang ra khỏi đám cháy. Nhưng khi đó người đã chết rồi, bởi vì hắn có dính líu đến một chuyện lớn khác, nên ông già ta đã mang thi thể ra ngoài kiểm tra, nhưng đáng tiếc đến cuối cùng không tra ra được gì cả. Một chuyện lớn khác? Chu Doãn Văn khét cười một tiếng nói: Chuyện mà lão nhân gia ngài nói có phải là chuyện nhà họ Thiệu ở kinh thành không? Doãn Văn nghe nói tiểu thư nhà bọn họ mắc bệnh điên, hình như hôm nay các vị còn đến Thiệu phủ. Do rằng người ngồi trong hoàng cung, tại sao còn muốn nghe ngóng chuyện bên ngoài? Lúc này Ngồi mới lại lần nữa lên tiếng, y lạnh lùng nhìn vị Hoàng Thái Tôn này một cái, rồi nói tiếp: Người biết quan hệ giữa ta và nhà họ Thiệu ở Kim Lăng. Chu Doãn Văn, không phải là người muốn dùng bọn họ để uy hiếp ta đây chứ? Hỗn sực, sao người dám nói chuyện với Hoàng Thái Tôn điện hạ như vậy? Bây giờ Dương Quân đứng phía sau người Chu Doãn Văn đột nhiên hét lớn. Hắn bước lên một bước, chắn trước người Hoàng Thái Tôn. Đi Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ nói: Điện hạ là chữ quân một nước, các người lại dám vô lễ. Dương tổng kỳ, cà màu trên người người trông đẹp đấy. Lâu này Quỷ Bất Quỷ đã nhìn ra quan phục cẩm y vệ trên người Dương Quân chắc hẳn không còn là một tổng kỳ nhỏ bé nữa. Lần này hắn cùng vào sinh ra tử với Chu Doãn Văn. Hoàng Thái Tôn điện hạ không thể nào không có động thái gì. Tên cẩm y vệ này hẳn là đã được thăng liền mấy cấp. Chu Doãn Văn thấy Dương Quân còn muốn nói chuyện, lên mỉm cười nhìn hộ vệ của mình nói: Thiên hộ, các vị đây đều là thần tiên không xuất thế, người không được vô lễ với tiên trưởng. Ngô Miễn tiên trưởng, chuyện này thì ngài hiểu lầm Doãn Văn rồi. Ngài nói không sai, ta quả thực biết nhà họ Thiệu ở Nam Kinh có quan hệ với ngài, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ dùng huyết mạch của nhà họ Thiệu để uy hiếp ngài. Lần này đến đây là vì ta còn có một chuyện riêng. Nói đến đây, Chu Doãn Văn lấy trong ngực áo ra một phong thư nhỏ rất đẹp, đưa cho Quỷ Bất Quỷ rồi nói tiếp: Bên trong là sinh thần bát tự của ta. Ngài nói Nam Hoa tiểu thư nhà họ Thiệu đã đến tuổi kết hôn. Nếu hai vị không chê, mong rằng có thể gả Nam Hoa tiểu thư làm vợ của Doãn Văn. Người muốn cưới Thiệu Nam Hoa? Nghe thấy lời này, Ngồi Miễn đột nhiên cười một tiếng, rồi nhìn Hoàng Thái Tôn tiếp tục nói: Có biết quy định chọn chồng của nhà họ Thiệu không? Hoàng Thái Tôn điện hạ, câu đầu tiên đã không thích hợp rồi thì phải. Người là chữ quân một nước, lại đến nhà họ Thiệu ở rể sao? Còn cái sinh ra phải mang họ Thiệu. Hoàng đế và cha người đồng ý chưa? Quả nhiên Chu Doãn Văn hoàn toàn không biết những chuyện này. Y ngơ ngác nhìn Dương Quân đứng phía sau mình. Trước kia Hoàng Thái Tôn đúng là từng nghe qua một vài tin đồn bí ẩn về nhà họ Thiệu, nhưng đó đều là chuyện liên quan đến Ngô Miễn. Bây giờ thì y thấy hơi hối hận rồi. Tại sao lúc đầu không thăm dò chuyện của nhà họ Thiệu ở Kim Lăng kỹ càng một chút chứ? Tuy rằng ngoài mặt Chu Doãn Văn tỏ vẻ như không có chuyện gì, nhưng trong lòng hiểu rõ lần này Nam Hoa tiểu thư của nhà họ Thiệu không có phúc gà cho mình. Đúng lúc này Quỷ Bất Quỷ chợt cười lên một tiếng, nói với Chu Doãn Văn: Điện hạ, trên đời này có rất nhiều cách thu phục lòng người, không nhất định phải dựa vào liên hôn. Hơn nữa ông già ta có chuyện này phải nhắc nhở điện hạ, nhà họ Thiệu còn có một tiền lệ đặc biệt, Con rể vào nhà họ Thiệu ấy, thọ mệnh đều không dài. Người là chư quân một nước, tinh mạng rất quan trọng đấy. Nói đến đây, ông già lại cười, đi sang nam nhân tóc bạc một cái rồi nói tiếp. Còn một chuyện ông già ta muốn cậy nhờ điện hạ đây. Bảo Tích An là người bị thiêu chết trong vụ cháy lúc chiều. Vẫn mong điện hạ đi điều tra rõ lai lịch của người này. Chuyện hàn độc không thành ở phủ Tuyên Hóa lần trước có lẽ cũng liên quan đến hắn đây. Bảo Tích An. Chu Doãn Văn thoáng cau mày, hơi dừng một chút rồi lại tiếp. Người này ta cũng từng nghe nói, hình như là em chồng của chủ mẫu nhà họ Thiệu, từng đi học thuật pháp của phái Phương Sĩ. Y vừa nói ra câu này, ánh mắt Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ chợt sáng bừng lên. Chu Doãn Văn từng điều tra mối quan hệ giữa Ngô Miễn và người nhà họ Thiệu, biết được Thiệu Thanh Miểu còn một người em chồng tên là Bảo Tích An. Tất cả những chuyện liên quan đến Ngô Miễn đều phải điều tra rõ ràng. Nhưng năm đầu triều Đại Minh, Cẩm Y Vệ cũng có chút thủ đoạn cao thâm. Chẳng mất bao lâu đã điều tra được việc 8 năm trước ở Giang Tây, Bảo Tích An đã theo học thuật pháp với một đạo sĩ điên khùng tự xưng là Phương Sĩ. Có điều đạo sĩ điên kia lại như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ biết hắn ta tự xưng là Phương Sĩ Giang Hữu, họ tên thật là gì thì không rõ. 2 năm trước, sau khi Bảo Tích An xuống núi, từng làm hộ vệ dưới trướng của thương gia giàu có Thẩm Vạn Tam. Về sau Thẩm Vạn Tam đắc tội với Chu Nguyên Chương, bị xét nhà lưu đày. Bảo Tích An đã bỏ trốn. Sau này tịch biên gia sản nhà họ Thẩm, phát hiện mất 10 vạn lượng bạc. Tra hỏi người trông coi ngân khố thì biết được người cuối cùng ra vào ngân khố chính là Bảo Tích An. Nhưng khi đó Bảo Tích An một mình ra vào ngân khố, lúc ra ngoài còn bị lục soát người, một đồng bạc cũng không phát hiện. Vậy làm sao hắn được mang 10 vạn lượng bạc ra ngoài cơ chứ? Cẩm Y Vệ từng muốn bắt Bảo Tích An lại tra hỏi rõ ràng, nhưng Chu Doãn Văn xem xét chuyện liên quan đến Ngô Miễn, ra lệnh cho Cẩm Y Vệ không được hành động sơ suất. Cho đến hôm nay nghe báo lại rằng nhà Bảo Tích An cháy lớn, mà đám người và yêu của Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ lại từng đi vào biển lửa, mang ra một thi thể bị cháy đen, không còn thấy rõ mặt mũi. Lúc này Hoàng Thái Tôn mới cảm thấy bản thân để đến xem thử. Phương Sĩ Giang Hữu hả? Quỷ Bất Quỷ thoáng trầm ngâm một chốc, sau đó lắc đầu nói với Ngô Miễn ở bên cạnh. Ông già ta không nhớ có ai từng đặt một cái ngoại hiệu tầm thường như vậy. Trường này toàn nghe thấy đại phương sư này, đại phương sư nọ, gì mà đại phương sư Côn Luân, đại phương sư hải ngoại. Nếu hai vị tiên trưởng yêu cầu, ta có thể phái Cẩm Y Vệ đến Giang Tây điều tra Phương Sĩ Giang Hữu. Chu Doãn Văn thấy Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ có hứng thú với Phương Sĩ Giang Hữu, liền tranh thủ rèn sách khi còn nóng mà nói tiếp. Còn một chuyện ta nghĩ hai vị cũng có hứng thú muốn biết. Sau khi Bảo Tích An trở về kinh thành, ngoài trừ nhà tổ của dòng họ, hắn còn mua một căn nhà ở phố Giang Duyên, thành Bắc. Các vị đã nhiều năm chưa quay về Bắc Kinh, có lẽ không nghe nói đến tiếng tăm của căn nhà kia. Nhưng người dân ở đây, tính cả bệ hạ sống trong hoàng cung cũng biết đó là một ngôi nhà ma vô cùng nổi tiếng đây. Nhà ma ở thành Bắc. Điện hạ đang nói tới nhà môn Tây Cục Dệt Nhuộm của người Mông Cổ ở thành Bắc phải không? Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói tiếp. Ngôi nhà ma kia nổi danh như vậy, sao ông già ta có thể không biết được chứ? Nói xong, ông già bắt đầu kể về nguồn gốc của ngôi nhà ma này cho Ngô Miễn nghe. Sau khi Nam Tống diệt vong, Kim Lăng bị người Mông Cổ đổi tên thành Tập Khánh Lộ, trở thành nơi tập trung nuôi tầm lấy tơ, sản xuất lụa. Khi đó đã xây dựng 2 nhà môn quản lý tơ lụa ở Kim Lăng, lần lượt là Đông và Tây Cục Dệt Nhuộm. Đường năm cuối triều nhà Nguyên, người đứng đầu Tây Cục Dệt Nhuộm là một người Mông Cổ. Có một lần hắn ta bị đồng liêu người Hán cáo buộc tội trạng. Vì muốn chút giận, hắn thế mà đã nhốt hơn 600 công nhân dệt nhuộm quản lý của mình vào trong nha môn cùng dệt nhuộm, sau đó phóng hỏa đốt luôn nha môn. Trong một đêm đã thiêu chết toàn bộ công nhân dệt. Ngày hôm sau, hắn lại đi báo cáo lên trên rằng những công nhân dệt người Hán này làm việc thất đức sau khi uống rượu say, đã tự thiêu chết chính mình. Lúc bây giờ sinh mạng của người Hán thấp hèn, nhà môn cấp trên biết rõ người Mông Cổ này giết người chút giận, Điệp Vân nghe theo lời nói của vị cục trưởng người Mông Cổ này, ban một công nhân dệt người Hán, gan cho người này tội danh gieo gió gặp bão. Còn người Mông Cổ phóng hỏa thì không bị làm sao. Tổ trưởng đội công nhân diệt người Hán còn bị phạt đánh 80 gậy, cuối cùng bị đánh chết ngay trước cửa nhà môn. Sau chuyện này, nhà môn Tây Cục Dệt Nhuộm cũng được tu sửa lại trên nền đất cũ. Vào ngày khánh thành, cục trưởng người Mông Cổ mời mười mấy đồng liêu cũng là người Mông Cổ cùng đến nhà môn uống rượu vui chơi. Nghe nói ngày đó, nhưng người này uống đến đêm khuya. Bỗng nhiên bên trong cục dệt nhuộm vừa được xây mới chuyển đến tiếng la hét thảm thiết. Bởi vì khi đó người Mông Cổ hiếp áp dân chúng người Hán đến cùng cực, nên dù nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên trong nhà môn, người Hán xung quanh cũng không có ai đến xem thử chuyện gì xảy ra. Cho đến sáng hôm sau, nha dịch người Hán đi làm, bước vào nhà môn cục dệt nhuộm thì nhìn thấy cảnh tượng như ở dưới địa ngục. Nhưng người Mông Cổ uống rượu trong nha môn tối qua đã chết sạch. Tư trạng của bọn họ vô cùng thê thảm. Ai nấy đều bị cởi sạch quần áo. Có người chết vì bị rạch một đường từ cổ họng xuống bụng, nội tạng rơi vãi hết ra ngoài. Còn có kẻ chết vì bị lóc hết da thịt trên người, chỉ còn lại mỗi khung xương. Có vài người thì bị ruột của chính mình siết cổ đến chết. Chứng kiến cảnh tượng này, đám nhà dịch gần như đều sợ hãi đến mức đái cả da quần, không thể nào đứng vững được. Bọn họ rụng rời tay chân, bò dạp dưới đất, vừa khóc vừa kêu la bò ra khỏi nhà môn. Nhà môn Tập Khánh Lộ nghe tin mười mấy người Mông Cổ chết, không dám chậm trễ, lập tức đến hiện trường xảy ra vụ án. Kết quả chỉ có thể điều tra hiện trường hết sức qua loa trong cơn hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng đạt lỗ hoa xích, tên gọi của chức quan cao nhất ở Tập Khánh Lộ, dâng tấu lên triều đình, nói rằng Hán Phỉ tại địa phương giết hại hậu duệ quý tộc Mông Cổ. Cuối cùng lại bắt giết mấy trăm người Hán ở Tập Khánh Lộ, coi như trả thù thay cho cục trưởng người Mông Cổ kia. Tuy rằng ở Tây Cục Dệt Nhuộm đã chết mười mấy người Mông Cổ, nhưng công vụ trong nha môn thì không thể chậm trễ, cho nên triều đình lại phát một người Mông Cổ đến làm cục trưởng. Nào ngờ ngay buổi tối đầu tiên hắn đến nhậm chức, trong nhà môn lại xuất hiện tiếng kêu la thảm thiết. Bởi vì vụ thảm án lúc trước đã liên lụy đến mấy trăm dân chúng người Hán, lần này để không bị dính vào, người dân vừa nghe thấy tiếng kêu la đã lập tức chạy đến nhà môn Tập Khánh Lộ báo án. Để khi đạt lỗ hoa xích dần mấy trăm quan binh đến nơi, phát hiện cả gia đình cục trưởng mới nhậm chức đều đã chết hết. Tư trạng của những người này cũng gần như tương tự như người đồng tộc lúc trước. Nhưng lần này, ngoài trừ người Mông Cổ, ngay cả đầy tớ người Hán hầu hạ trong nha môn cũng chịu thảm cảnh chết oan. Khi đó, đạt lỗ hoa xích nhìn thấy máu tươi vẫn chưa đông lại, cho rằng kẻ thù ác chưa đi xa, lập tức phái phần lớn nhân mã tỏa ra truy tìm trong thành. Còn hắn thì cầm 50 quan binh người Mông Cổ ở lại hiện trường. Như quan binh truy đuổi hung thủ để mấy vòng trong thành, cũng không phát hiện người nào khả nghi. Để khi quay lại phục mệnh, phát hiện đã lỗ hoa xích và 50 quan binh ở lại chỗ này, thế mà cũng đã chết thảm bên trong nhà môn Tây Cục Dệt Nhuộm. Lúc ấy, có người hiểu chuyện đã đoán được đây là bị ma quỷ hãm hại. Thế là bọn họ lập tức rời khỏi nơi này. Kể từ ngày hôm đó, tiếng tăm ngôi nhà ma Tây Cục Dệt Nhuộm nhanh chóng lan xa. Sau này người Mông Cổ bị đại quân của Chu Nguyên Chương đuổi về mạc Bắc, người Mông Cổ trong thành Kim Lăng cũng bỏ chạy hết sạch. Còn người muốn kiếm tiền không cần mạng sống, bắt đầu có ý định với ngôi nhà ma này. Thời điểm đó có người ngoài tỉnh cho rằng ngôi nhà ma này là kế hoạch của nghĩa quân lập ra để diệt trừ người Mông Cổ. Ma quỷ gì đó đều là giả, đã chỉ ra một số tiền nhỏ mua lại chỗ này, bắt đầu tu sửa một phen, lại mời hòa thượng lao đạo đến làm pháp sự, rồi mới dẫn già trẻ lớn bé nhà mình vào ở. Hành động của tên ngu ngốc to gan này từng gây rung động thành Kim Lăng một thời. Mọi người đều muốn xem thử ngày hôm sau hắn ta có thể bình an bước ra khỏi ngôi nhà này hay không. Để sáng hôm sau, trước cửa ngôi nhà này đã đứng đầy người dân tìm đến hóng chuyện. Bọn họ đợi đến tận trưa và chưa thấy người bên trong đi ra. Cuối cùng cảm thấy có gì đó không bình thường. Có người to gan muốn trèo tường vào trong, nhưng mới trèo lên đầu tường, còn chưa kịp nhảy vào trong kiểm tra thì đã bị dọa đến mức nhảy vội ra ngoài. Chết người rồi, cả nhà tên gốc kia đều chết hết rồi. Sau tiếng la thất thanh của một người, người dân liền kéo nhau tản đi. Một hồi lâu sau, người của nha môn tới, mở cửa nhà ra. Con người to gan đã nhìn thấy 7 người trong gia đình này đều treo cổ chết trên hành lang. Sau vụ việc này, tiếng tăm ngôi nhà ma Tây Cục Dệt Nhuộm truyền vào trong tận hoàng cung. Chu Nguyên Chương là người to gan, vốn muốn sai quan quân phá rỡ căn nhà, nhưng lại bị biêu sĩ Lưu Bá Ôn khuyên can. Lưu Bá Ôn tinh thông đạo pháp, cho rằng ngôi nhà ma quây kín lại, mà quỷ bên trong chưa đến nỗi ra ngoài tác oai tác quái. Điều bộ khi thao rỡ căn nhà sẽ không còn thứ gì trói buộc bọn chúng nữa. Dù sao thì chỉ cần không có người vào ở, thì ma quỷ bên trong có hung dữ thế nào cũng không chủ động đi hại người, và nên giữ lại ngôi nhà ma này thì hơn. Sau này có lần Quỷ Bất Quỷ về thành Kim Lăng đưa tiền cho người nhà họ Thiệu, đang nghe nói đến tiếng tăm của ngôi nhà ma, cũng đích thân tới điều tra một phen. Bên trong là mấy trăm oan hồn bị người Mông Cổ thiêu chết năm đó. Ông già thấy bọn chúng đáng thương nên chỉ hù dọa một phen, cảnh cáo bọn chúng không được hại người nữa, sau đó thì rời khỏi. Ông già vốn muốn tìm cơ hội thích hợp bảo mấy đứa con nuôi làm âm ty của mình, dẫn bọn chúng đi đầu thai chuyển thế. Không ngờ thế mà lại có người nhìn chúng ngôi nhà ma này. Quỷ Bất Quỷ nắm tình hình Tây Cục Dệt Nhuộm rõ như lòng bàn tay. Điều này có chút nằm ngoài dự liệu của Chu Doãn Văn. Y nhìn ông già một cái, khẽ mỉm cười nói: Hòa ra nhất cử nhất động ở thành Nam Kinh đều nằm trong tầm mắt của Quy lão tiên trưởng. Vậy thì Doãn Văn không cần nhiều lời nữa. Chuyện của Bảo Tích An ta sẽ cho Cẩm Y Vệ tiếp tục điều tra. Có tin tức gì sẽ lập tức báo với hai vị tiên trưởng. Nói đến đây, Hoàng Thái Tôn dừng lại một lát, xoay một vòng tại chỗ, nhìn qua tình trạng quán trọ rồi mới nói tiếp: Vừa rồi lúc ta ra ngoài còn bị bệ hạ trách mắng một phen, nói ta tiếp đón các vị tiên trưởng không chu đáo. Nếu đã đến kinh thành, tại sao còn phải ở trong quán trọ? Nếu để chuyển ra ngoài, người đời lại cho rằng bệ hạ bạc đãi các vị tiên trưởng. Ý của bệ hạ là muốn ta chọn một căn nhà tử tế trong kinh thành. Nếu các vị tiên trưởng không chê. Bệ hạ khách sáo quá rồi. Chưa đợi Chu Doãn Văn nói xong, ngồi bên thế mà lên tiếng nói một câu khách sáo. Lời nói như vậy kể từ sau khi Triệu Văn Quân qua đời thì không còn nghe thấy y nói nữa. Hoàng Thái Tôn đi theo nam nhân tóc bạc suốt chặng đường trở về kinh thành, đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy y nói ra lời này. Ngô Miễn nhìn thoáng qua Chu Doãn Văn, tiếp tục nói: Cũng không cần tìm nhà cửa gì đâu. Ta thấy Tây Cục Dệt Nhuộm con ma kia không tệ. Ngày mai mấy người bọn ta sẽ chuyển đến đó. Nói xong câu này, nam nhân tóc bạc cũng không quan tâm Hoàng Thái Tôn đang ngây người ra, đứng lên xoay người đi vào phòng mình. Quỷ Bất Quỷ thấy Hoàng Thái Tôn không biết trả lời thế nào thì cười một tiếng nói: Ông già ta cũng thấy căn nhà Tây Cục Dệt Nhuộm kia không tệ. Điện hạ cũng không cần chuẩn bị gì đâu. Sáng sớm ngày mai bọn ta sẽ dọn vào ở. Không còn sớm nữa, xin phép mà không làm phiền điện hạ. Chu Doãn Văn lấy lại tinh thần, nói với Quỷ Bất Quỷ: Nếu hai vị tiên trưởng đều chọn Cục Dệt Nhuộm, vậy thì đành để các vị chịu thiệt thòi vậy. Tối mai bệ hạ tổ chức ngự yến ở Quỳnh Lâu, mà các vị tiên trưởng nhất định phải đến thăm. Chuyện này thì thôi xin miễn. Chờ đợi Hoàng Thái Tôn nói xong, ông già đã mỉm cười cắt ngang câu nói của y. Quỷ Bất Quỷ cười cười nói tiếp: Nhà điện hạ trở về truyền lời lại với bệ hạ. Chuyện của Diêu Quảng Hiếu cứ giao cho mấy người bọn ta. Có ông già ta ở đây, sẽ không để hắn làm mưa làm gió nữa. Trong lúc nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ làm bộ làm tịch ngáp một cái. Chu Doãn Văn rất biết điều mà đánh tiếng cáo từ, dẫn theo Dương Quân rời khỏi quán trọ. Sau khi ra khỏi quán trọ, Chu Doãn Văn được các cẩm y vệ đang đợi bên ngoài hộ tống lên xe ngựa. Dương Quân đích thân nắm cương dắt ngựa, cho cô xe thông thả chậm rãi đi về phía hoàng cung. Khi đã ra khỏi phạm vi quán trọ, trong xe truyền ra tiếng của Chu Doãn Văn nhỏ giọng nói: Thiên Hổ, mấy vị tiên trưởng này mươn vào ở ngôi nhà ma Tây Cục Dệt Nhuộm, người thấy sao? Dương Quân tay dắt ngựa đi về trước, miệng trả lời: Có thể mấy người bọn họ muốn thay bệ hạ và dân chúng san sẻ một chút nỗi lo. Dù sao trong kinh thành còn một ngôi nhà ma như vậy, lan truyền ra nước bạn sẽ tổn hại đến uy nghiêm của đất nước. Chưa đợi Dương Quân nói xong, Hoàng Thái Tôn trong xe khét cười một tiếng nói: Mấy người bọn họ đều là bán tiên đã sống mấy ngàn năm, để coi mạng người là hở hững nhất. Một ngôi nhà ma chết mấy trăm người, có liên quan gì đến bọn họ chứ? Nếu thật sự muốn san sẻ nỗi lo giúp bệ hạ và người dân, thì trực tiếp siêu độ nương vong hồn bên trong là được. Việc gì phải tốn thời gian công sức như vậy? Xem ra chúng ta đều coi thường tên Bảo Tích An kia rồi. Nói đến đây, Hoàng Thái Tôn chợt ngậm miệng lại. Không khí trầm mặc một lúc lâu, trong xe mới lại truyền ra giọng nói của y: Thiên Hổ, ta phải người làm việc này. Bây giờ ngươi lập tức đi gặp chỉ huy sứ cẩm y vệ của các ngươi, cứ nói phụng khẩu dụ của ta, điều người nhanh nhẹn tháo vát đến Giang Tây điều tra gốc gác của Phương Sĩ Giang Hữu kia. Nhớ kỹ, đừng gióng chống khua chiêng rình rang. Tất cả cẩm y vệ đều phải mặc thường phục, giả trang thành người dân âm thầm đi điều tra, đừng kinh động đến quan viên địa phương. Nếu tin tức lọt ra ngoài, tất cả cẩm y vệ tham gia vào chuyện này để bị xử điều tội mưu nghịch, không được ân xá. Không được ân xá. Dương Quân khẽ đáp một tiếng, rồi gọi một cẩm y vệ đi theo bảo vệ từ xa tiến lại thế chỗ cho mình. Bản thân hắn thì lấy một con khoái mã, làm nhanh đến phủ của chỉ huy sứ cẩm y vệ. Ngồi trong khoang xe nhìn qua cửa sổ, thấy Dương Quân quất ngựa đi xa, biểu cảm trên mặt Chu Doãn Văn trở nên ngưng trọng. Cho đến khi bóng dáng Dương Thiên Hổ đã hoàn toàn biến mất, y đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cười khổ một tiếng rồi lẩm bẩm nói một mình: Hình như ta đến cầu hôn, mà chủ đề lại lệch đi xa quá rồi. Vô gì Chu Doãn Văn mới dựa vào chuyện kết thân để lôi kéo Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ. Y mà cưới được Nam Hoa cô nương của nhà họ Thiệu, thì Ngô Miễn và mình sẽ có điều ràng buộc. Cho đến khi mình đăng cơ, Thiệu Nam Hoa chính là hoàng hậu. Hoàng tử mà bọn họ sinh ra lập tức được phong làm chữ quân. Để khi đó, các đời đế vương về sau của Đại Minh có hòa trộn huyết thống của Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc này còn muốn tách mình ra khỏi thế sự, đó là chuyện không thể nào. Chỉ là chuyện nhà họ Thiệu khắc chồng và chỉ sinh con gái ít nhiều cũng có hơi đau đầu. Có điều Chu Doãn Văn cũng không quan tâm cho lắm. Chỉ cần Thiệu Nam Hoa gà cho mình, hai chuyện này sẽ có cách giải quyết. Trong thiên hạ có không ít kỳ nhân dị sĩ, mặc dù không bằng được những nhân vật trong truyền thuyết như Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ, nhưng giải quyết chuyện nhỏ này thì hẳn là vẫn còn khối người. Có điều nhìn tình hình hiện tại, muốn cưới được Thiệu Nam Hoa thì còn phải bỏ thêm chút công sức nữa. Sáng sớm hôm sau, trong lúc Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái đang ăn cơm, ông già kể với Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam chuyện tối qua Chu Doãn Văn tới, sau đó nói: Ăn sáng xong, chúng ta sẽ chuyển nhà, chuyển đến cục dệt nhuộm ở phố Giang Duyên thành Bắc. Chỗ đó không có đồ dùng hàng ngày. Con trai ngốc à, hôm nay người phải đi theo ông già ta dạo chợ một chuyến nhé. Lúc này tiểu nhị đang hầu hạ ở một bên nghe thấy mấy chữ cục dệt nhuộm ở phố Giang Duyên thành Bắc, bị dọa sợ trắng bệch cả mặt, đánh đổ cả bát canh đang bưng trên tay. Hắn ta vội vàng ngồi xuống dọn dẹp. Bạch Vô Cầu nhìn thấy tiểu nhị sợ đến mặt mũi tai mét thì cau mày nói: Nhóc con người hoảng sợ cây rẻ, người đâu phải ông chủ ở đây. Ông đây có ở trọ hay không thì tiền trọ cũng không vào túi người được. Lão già, ngài hiểu lầm rồi, tiểu nhân không phải ý này. Tiểu nhị vội vàng giải thích: Tiểu nhân là người gốc Nam Kinh, căn nhà cục dệt nhuộm kia có ma đấy, đã chết gần cả ngàn người rồi, Các vị tuyệt đối không thể đến đó được đâu. Có mà, có gì mà phải sợ chứ. Ông đây ngay cả soi gương còn không sợ, lại còn sợ ma hả? Bạch Vô Cầu cười ha ha nói tiếp. Cứ tưởng cái chuyện gì chứ, làm ông đây giật cả mình. Chẳng phải chỉ là con ma thôi sao? Con ma nam tới thì ông đây cho nó chết thêm lần nữa. Con ma nữ thì Nhậm Lao Tam, món hời này để cho ngươi. Đừng suốt ngày kêu la đòi đi kỹ viện nữa. Thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng không tồi nha. Thấy mấy người kỳ quái này không hề sợ hai ngôi nhà ma nổi tiếng kinh thành, Tiểu Nhi chỉ biết lắc đầu thở dài. Quỷ Bất Quỷ thấy người này không tệ, còn biết nhắc nhở mình chuyện ngôi nhà ma. Trước khi đi còn thường cho Tiểu Nhi một mớ vàng vụn. Nhưng cả nhà mấy người bọn họ cũng không dọn hết đến cục dệt nhuộm. Tiêu đại lang tuổi tác đã cao, mọi người sợ ông ta không chịu nổi sợ hãi nên đã để người ở lại quán trọ. Đợi sau khi chuyện ở cục dệt nhuộm xử lý xong rồi mới để ông ta dọn vào ở chung. Đi theo chỉ dẫn của Quỷ Bất Quỷ, Cao Nhược Bách đánh xe ngựa đi tới trước cửa ngôi nhà ma tiếng tăm lừng lẫy kia. Khi bọn họ tới nơi thì trông thấy cổng lớn của ngôi nhà ma này đang mở rộng. Mấy chục thanh niên sắc mặt trắng bệch ra vào, vận chuyển một số nhu yếu phẩm hàng ngày vào trong. Bên trong còn có một số người đội nắng quét sạch bụi bặm ở chỗ này. Trước cửa cục dệt nhuộm có bày một chiếc ghế thái sư. Hoàng Thái Tôn Chu Doãn Văn đang ngồi dưới ánh nắng mặt trời, đích thân đôn đốc những người này làm việc. Nhìn thấy xe ngựa của Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ tới nơi, Hoàng Thái Tôn đứng dậy đi tới trước mặt mấy người và yêu đã xuống xe, cười nói. Ta còn tưởng các vị tiên trưởng ăn trưa xong mới đến cơ, không ngờ lại đến sớm hơn. Các vị chờ ở đây một lát nha, bên trong đang dọn dẹp sắp xong rồi. Tối qua sau khi Chu Doãn Văn về hoàng cung, đầu tiên là bẩm báo với ông nội Chu Nguyên Chương của mình chuyện đi gặp các vị tiên trưởng. Sau đó lại sắp xếp 100 thị vệ suốt đêm chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm hàng ngày. Đời trời vừa sáng rõ là liền dẫn những người này tới ngôi nhà ma nổi tiếng kinh thành, bắt tay vào dọn dẹp. Tuy rằng trên đầu là mặt trời toàn đang gắt, nhưng từ khi vào ngôi nhà ma này, sau lưng đám thị vệ đều giận lên khí lạnh. Điện hạ khách sáo quá rồi, đã cho một căn nhà lớn như vậy lại còn cho thêm bao nhiêu là đồ. Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm nói một câu khách sáo. Nhìn gương mặt trắng bệch vì sợ của đám thị vệ đang ra vào làm việc, ông già cười kha kha nói với bọn họ. Mà quỷ có hung ác đến mấy cô phải tránh tam quang. Các người cứ yên tâm đi, ánh mặt trời gay gắt như vậy, đến Diêm Quân cũng không dám thò mặt ra ngoài đâu. Nhưng thị vệ này không biết ông lão già khòm trước mắt là ai. Nếu không phải người ta đang đi chung với Hoàng Thái Tôn, bọn họ đã đi tới mắng chửi rồi. Cho nên ai nấy đều coi như ông già nói lung tung, không thèm để tâm đến, chỉ muốn nhanh chóng làm xong công việc được giao rồi rời khỏi ngôi nhà ma này. Trong khi Quỷ Bất Quỷ nói chuyện với đám thị vệ, cô bên nhìn cây ghế được Chu Doãn Văn đặt bên ngoài cửa nhà, nói. Đều đã đến rồi, vậy điện hạ cùng bọn ta vào trong xem thử đi. Nơi mà ám nổi tiếng như vậy, người cũng chưa đến xem phải không nhỉ? Chu Doãn Văn nghe Ngô Miễn nói mới dẫn mình vào trong thì cũng hơi chột dạ. Hùng danh của Tây Cục Dệt Nhuộm thì từ nhỏ Hoàng Thái Tôn đã được nghe các thái giám cung nữ kể lại. Khi đó ngay cả phụ thân của y là thái tử Chu Tiêu cũng dùng nơi này để dọa Chu Doãn Văn. Con mà còn nghịch ngợm, đêm nay ta sẽ sai người nép con vào trong cục dệt nhuộm đấy. Bên trong có ác quỷ chuyên ăn thịt trẻ con không nghe lời đấy. Tuy rằng biết do có đám người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ ở bên cạnh thì không thể có chuyện gì xảy ra, nhưng vì Hoàng Thái Tôn này vẫn rất hoang mang. Thầy Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái đã bước vào trong, y chỉ đành căng ra đầu đi theo sau bọn họ. Cùng mày thay giám theo hầu rất lanh lợi, nhìn ra được Hoàng Thái Tôn sợ hãi, nên đã gọi mấy chục thị vệ hộ tống bên cạnh tiếp thêm can đảm cho Chu Doãn Văn. Đi qua cánh cửa của cục dệt nhuộm, bên trong là một khoảng sân bị bỏ hoang đã lâu. Trông dáng vẻ có lẽ là nơi phơi vải nhuộm năm đó. Cỏ dại ở đây quanh năm suốt tháng không có người dọn dẹp, đã cao bằng thân một người, mọc lan tràn rậm rạp trong sân. Có dấu người bên trong thì căn bản không thể phát hiện được. Lâu này có 2-3 tên thị vệ đang ra sức nhổ cỏ. Chỉ là diện tích sân viện quá rộng, mấy thị vệ này còn cần rất nhiều thời gian mới có thể dọn dẹp hết đống cỏ này. Nhóm Nhậm Tam trông thấy thị vệ làm việc đổ mồ hôi đầm đìa, đột nhiên đẩy ra ý định khoe khoang bản lĩnh để nói với mấy người nọ. Các người làm như vậy đến khi nào mới dọn sạch cỏ được? Các người đi ra hết đi, để sân bọn ta châm một mồi lửa cho các ngươi. Chẳng phải chỉ là chút cây cỏ thôi sao? Hai thị vệ nghe thấy lời nói của thằng nhóc nhưng chưa dám dừng tay lại, đều nhìn về phía Chu Doãn Văn đang đi vào ở phía sau. Thầy Hoàng Thái Tôn gật đầu ra hiểu, bọn họ mới dám đi ra khỏi bụi cỏ cao. Cùng lúc mấy thị vệ bước ra, nhóc Nhậm Tam thổi một hơi về phía bụi cỏ ở trước mặt, sau đó liền thấy bụi cỏ cao bốc cháy. Ngọn lửa này rất kỳ quái, chỉ trong chớp mắt mà lửa đã lan ra khắp đống cỏ. Đừng thấy thế lửa cháy dữ dội, nhưng đống giường gỗ chất bên cạnh lại không hề bị ảnh hưởng. Ngọn lửa này đến nhanh mà đi cũng chóng, một lát sau đã tự dập tắt, để lại cho tàn khắp nơi. Đã đến khi mấy người thị vệ nhìn đến ngây người phản ứng lại, đi vào dọn dẹp đống cho tàn, mới phát hiện cả bụi cỏ này thế mà đã bị đốt cháy tận gốc. Vừa gì bọn họ còn đang đau đầu vì không thể nào tiêu hủy đến gốc cỏ, bây giờ chỉ cần quét sạch sẽ là được. Mấy năm nay ở trong sơn cốc không có chuyện gì làm, nhóc Nhậm Tam đưa đến câu nói năm đó Trình Giảo Kim trối lại trước khi đi, không muốn làm liên lụy vướng chân Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ. Nó bám lấy hai người bọn họ đòi học thuật pháp của Phương Sĩ. Hai người này cũng thương thằng nhóc nên đang nghiêm túc dạy cho nó không ít thuật pháp. Mặc dù nhóc Nhậm Tam là yêu quái, nhưng lại có thiên phú tu luyện thuật pháp mà hiếm người thường nào có được. Nó thông minh tài năng, lại thêm không bị vướng bận chuyện gì, cho nên thuật pháp tiến bộ vượt bậc. Trong 200-300 năm này, thuật pháp của nó cũng coi như đạt được thành tựu rất lớn, mặc dù không thể trở thành đối thủ của những nhân vật như Quảng Hiếu, Quảng Nhân. Nếu với Phương Sĩ cỡ như Hòa Sơn thì vẫn có thể đỡ được mấy chiêu. Ngồi bên chồng thấy nhóc Nhậm Tam khoe khoang thuật pháp thì hơi cau mày nói: Ta dạy ngươi thuật pháp là để ngươi đến đây dọn cỏ đấy hả? Làm phiền ngươi lần sau có khoe khoang thì nhớ phủi sạch quan hệ với ta trước nhé. Sao lại tính là khoe khoang thuật pháp chứ? Rõ ràng nhân sân bọn ta đang giúp bọn họ làm việc trước mà. Trong đám người và yêu này, không chỉ con nhóc Nhậm Tam là không thèm sợ Ngô Miễn nhất. Thằng nhóc cười kha kha, chỉ vào mặt đất bị lửa lớn thiêu sạch cỏ, nói: Nhân sân bọn ta thấy bọn họ làm việc quá phiền hà chậm chạp, chẳng phải chỉ dọn cỏ thôi sao? Lại còn thở hồng hộc như trâu vậy. Ủa, có cái gì sáng lấp lánh bên kia vậy? Trong Nhậm Tam đang nói thì bỗng nhìn thấy mặt đất vừa được đốt sạch bị ánh nắng chiếu vào hiện lên một quầng sáng. Lâu này thì vệ nhổ cỏ vừa rồi đã đi tới, từ dưới đất đào ra được một thỏi bạc 50 lượng. Dưới đất có chôn bạc. Thì vậy vội vàng đưa thỏi bạc vừa đào được cho Chu Doãn Văn. Hoàng Thái Tôn cầm lấy kiểm tra ngay trước mặt Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ. Ở dưới đáy thỏi bạc phát hiện có đóng con dấu của thương gia giàu có thành Kim Lăng năm đó là Thẩm Vạn Tam. Bạc mà Thẩm Vạn Tam tự đúc đều thêm vào thủ đoạn đặc biệt, khiến nó trắng sáng hơn nhiều. Khi đó trên thị trường đều gọi thỏi bạc này là bạc thẩm. Nếu không nhờ như vậy, vừa rồi dưới đất cũng sẽ không phát hiện ra ánh sáng cho mắt như thế. Đây là bạc bị mất trong ngân khố của Thẩm Vạn Tam năm đó. Sau khi đưa thỏi bạc vào tay Quỷ Bất Quỷ, Chu Doãn Văn nói với đám thị vệ: Các người kiểm tra kỹ xem bây giờ có phải còn chôn nhiều bạc nữa không? Có mệnh lệnh của Hoàng Thái Tôn, đám thị vệ tiếp tục lục tìm trong sân. Quả nhiên đào sâu xuống khoảng nửa thước đất thì tìm được rất nhiều bạc trắng chất cả đống. Thỏi bạc đầu tiên tìm thấy vừa rồi là do khi thị vệ nhổ cỏ đã kéo theo không ít đất lên. Hơn nữa bạc được chôn không sâu, nếu mới để lộ ra một góc, bị nhóc Nhậm Tam phát hiện. Hóa ra 10 vạn lượng bạc mà Bảo Tích An trộm được chôn ở đây. Hoàng Thái Tôn đang định sai thị vệ vận chuyển bạc trắng chất lên xe đưa vào hoàng cung, đột nhiên lại đảo mắt một cái, đổi ý nói: Các vị tiên trưởng, từ ngày hôm nay cục dệt nhuộm này chính là nhà của các vị. Mỗi một cành cây ngọn cỏ bên trong đều là của các vị, cho nên hiển nhiên 10 vạn lượng bạc này cũng thuộc về các vị. Người đâu, sau khi kiểm kê lau rửa sạch sẽ đống bạc này, thì đưa vào nhà kho hậu viện cho các vị tiên trưởng sử dụng. Quỷ Bất Quỷ cười khả khả nói: Điện hạ nói vậy giống như ông già ta vừa ăn vừa lấy mang về, có hơi ngại đấy. Cả người kiểm đếm lại giúp ông già ta. 10 vạn lượng bạc, một thỏi 50 lượng, tổng cộng là 2000 thỏi. Không biết ông già ta tính có đúng không? Lâu này Bạch Vô Cầu tỏ vẻ không nhìn nổi nữa, hắn trừng mắt nói với Quỷ Bất Quỷ: Ông già, cha còn để ý chút bạc này nữa sao? Vàng nhà chúng ta đã chất kín cả tường, sắp đầy một phòng rồi, cha lại còn tham 10 vạn lượng bạc này hả? Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn tên thô lỗ một cái nói: Con trai ngốc, người hiểu cái gì? Sau này ông già ta đi rồi, mọi thứ chẳng phải đều là của ngươi sao? Hoàng Thái Tôn điện hạ, chúng ta tiếp tục đi vào xem. Tên họ Bảo mua lại chỗ này sẽ không chỉ để giấu mỗi một chút bạc này thôi đâu. Sau khi đổi chủ đề, Chu Doãn Văn để lại tổng quản thị vệ trông coi đám thị vệ đào bạc, tự mình tiếp tục đi theo Quỷ Bất Quỷ vào bên trong. Chỗ này vẫn là nét kiến trúc của người Mông Cổ năm đó. Bằng qua sân viện vào bên trong còn xây dựng một nhà lều Mông Cổ cơ lớn. Nhưng thời gian trôi qua đã lâu, nhà lều đã rách nát hết cả. Lúc này có mấy thị vệ đang dựng lại phần khung của nhà lều. Lúc Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ dẫn Chu Doãn Văn đi ngang qua, một thị vệ trong đó đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào mặt đất mà mình vừa đứng nói: Bên dưới có hài cốt. Vô gì đám người Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ đã đi qua khỏi chỗ đó, nhưng nghe thấy tiếng thị vệ hô lên thì mọi người đều quay trở lại. Nhìn thấy Hoàng Thái Tôn đi tới, thị vệ vừa mới la lớn vội vàng đi tới hành lễ rồi nói: Điện hạ, tỷ chức phát hiện ở chỗ này có hài cốt, để hạ thân thể ngàn vàng, đừng để dính phải thi khí. Ta không quy phai đến mức như người nói đâu, Chu Doãn Văn trả lời, đồng thời đã nhìn thấy xương cốt lộ ra trên mặt đất. Bờ xương vốn chỉ nằm bên dưới nhà lều đã mục nát, gần như không bị bùn đất che phủ, cho nên người ta mới liếc mắt nhìn qua đã phát hiện ngay. Trước mặt Chu Doãn Văn là mấy người kỳ quái nọ. Đám thị vệ đưa hài cốt bị vùi bên dưới ra ngoài, bề mặt xương cốt đã không còn chút da thịt nào, được cẩn thận khiêng tới trước mặt Chu Doãn Văn. Hoàng Thái Tôn chỉ vội vàng liếc qua một cái, sau đó nhường chỗ cho Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ. Ông già nhìn bộ hài cốt thì thoáng cau mày, nói với đám thị vệ phát hiện ra hài cốt. Cả người thử tìm lại một lượt nơi phát hiện hài cốt xem, hẳn là còn tìm được một bộ hài cốt khác đấy. Được Chu Doãn Văn cho phép, đám thị vệ tìm cuốc xẻng sắt đến đào đất lên. Không lâu sau quả nhiên tìm được thêm một bộ hài cốt ở vị trí cũ. Bộ hài cốt này cũng giống như bộ hài cốt trên mặt đất vừa rồi, toàn thân trên dưới không còn một chút da thịt. Khác biệt duy nhất chính là trong bụng bộ hài cốt được chôn dưới đất còn có hài cốt của một đứa trẻ. Vừa nhìn thấy bộ hài cốt thứ hai, cờ bắp nơi khoe mắt của Quỷ Bất Quỷ co giật lên mấy cái, nụ cười trên mặt đã biến mất. Ông già lạnh lùng nói với Chu Doãn Văn: Điện hạ, chuyện ở đây phát sinh biến số, lập tức cho những người không liên quan rời khỏi chỗ này. Điện hạ cũng về hoàng cung trước đi, đợi chuyện ở đây giải quyết xong, ông già ta sẽ vào cung bẩm báo với bệ hạ và điện hạ. Có các vị tiên trưởng ở đây, làm sao ta gặp nguy hiểm được chứ? Chu Doãn Văn khẽ cười, dặn dò đám thị vệ ở chỗ này rời đi hết. Ngay cả hộ vệ thân cận bên mình cũng bị đuổi ra ngoài. Vì Hoàng Thái Tôn này thế mà lại trở nên to gan đến thế. Sau khi thấy các thị vệ đã rời đi hết, Chu Doãn Văn ở lại bên cạnh Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ mới nói tiếp: Hiện giờ người không liên quan đã đi hết, có chuyện gì thì các vị tiên trưởng có thể nói rồi đây. Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ liếc mắt nhìn nhau. Nam nhân tóc bạc khẽ gật đầu. Lúc này ông già mới lên tiếng: Vậy điện hạ đi theo ông già ta, bất kể là nhìn thấy gì cũng không được rời khỏi ông già ta. Thêm nữa, đừng tùy tiện động vào bất cứ thứ gì bên trong căn nhà này. Để thưa mấy người bọn ta không động vào, điện hạ cũng không được động. Điện hạ, cục dệt nhuộm này đã bị người ta thiết kế lại rồi. Bạc trắng chôn trong sân lúc trước của ông không phải tăng vật trộm cắp, mà là vật dẫn của một loại thuật pháp nguyền rủa. Sân trước chôn bạc, giữa đường có một gia đình trông coi, nhà sau tập trung ngàn quỷ. Thuật pháp nguyền rủa này một khi khởi động, dân số thành Kim Lăng sẽ bị vì nó mà chết hết 89 phần 10. Hơn nữa tình trạng lúc chết giống hệt như bị dịch bệnh. Nếu không phải hôm nay tận mắt chứng kiến, và ngày sau thuật pháp nguyền rủa được thi triển, ngay cả ông già ta công sẽ nhìn nhầm, cho rằng kinh thành xảy ra một trận ôn dịch đây. Lão tiên trưởng, ý ngài là có người muốn mượn thuật pháp nguyền rủa này để giết hết người dân trong kinh thành. Nghe được những gì Quỷ Bất Quỷ nói, lồng tờ trên người Chu Doãn Văn đều dựng hết cả lên. Trái tim kinh hoàng đập điên cuồng. Phải mất một lúc lấy lại bình tĩnh mới nói tiếp. Ai mà lại con lá gan to như vậy chứ? Bây giờ trong kinh thành có 80 vạn dân, bà chúng muốn giết hết nhiều người như vậy sao? Làm tiền trưởng à, hiện giờ bạc đã bị đào lên, hải côn cũng đã phát hiện, có phải thuật pháp nguyền rủa đã bị phá rồi không? Thuật pháp nguyền rủa này được chia thành hai phần âm dương. Bây giờ dương pháp đã phá. Quỷ Bất Quỷ nhìn ba bộ hài cốt trên đất, khe phẩy tay áo. Bề mặt hài cốt bất chợt bắt lửa, ngọn lửa rất nhanh đã thiêu chúng thành tro bụi. Thấy hài cốt đã không còn, ông già mới nói tiếp. Bây giờ chỉ cần tìm được âm pháp, phá được nó, thì thuật pháp nguyền rủa mới coi như hoàn toàn trừ bỏ. Lúc này Chu Doãn Văn mới thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy để ta gọi thị vệ vào cùng đi tìm. Loanh quanh chắc là ở trong căn nhà này thôi, đông người như thế nào cũng tìm được mà. Không được, dương pháp ở mặt ngoài, lộ thiên tất phá. Âm pháp lại được giấu ở nơi khuất nẻo, người bình thường xử lý không ổn thỏa, ngược lại sẽ lập tức khởi động thuật pháp nguyền rủa. Như vậy thì cho dù là mấy người bọn ta cũng không có cách nào khiến nó dừng lại. Quỷ Bất Quỷ lắc đầu tiếp tục nói. Thuật pháp nguyền rủa không có gì ghê gớm, chỉ là sau khi khởi động thì không thể dừng lại được. Chuyện này có hơi phiền phức. Trong lúc nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ thò tay vào ngực áo lục lọi một lúc, nhưng không lục ra được thứ gì. Ông già cười khổ nói với Ngô Miễn. Pháp khí định trú của ông già ta để ở nhà không mang theo. Bây giờ dương pháp đã phá, âm pháp có thể khởi động bất cứ lúc nào. Quay về tìm pháp khí e rằng không kịp đâu. Tìm ra âm pháp chẳng phải được rồi sao? Ngồi bên trả lời một câu, quay đầu nhìn về phía nội trạch, rồi y lẩm bẩm nói một mình. Âm pháp phải dựa vào dương pháp bổ trợ, bọn chúng sẽ không cách nhau quá xa. Âm pháp ở ngay gần đây. Trong khi nói, nam nhân tóc bạc đã sải bước đi về phía hậu viện. Quỷ Bất Quỷ tóm lấy tay Chu Doãn Văn, dân hoàng Thái Tôn cùng đi theo phía sau Ngô Miễn. Ông già vừa đi vừa nói với hai con yêu quái bên cạnh. Hai đứa các người cũng phải cẩn thận đây, lồng này tuyệt đối không thể chui xuống đất đâu. Và đến nội trạch, trước mặt đều là kiến trúc của người Hán. Vừa rồi chỗ này đã được đám thị vệ dọn dẹp qua. Bọn họ rời đi vội vàng. Một số giường gỗ đưa đến vẫn chưa mở ra, đã để lại trên mặt đất. Nhìn qua một lượt khung cảnh trước mặt, Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ đưa mắt nhìn nhau. Sau đó hai người tách ra, phân biệt đi về phía hai dãy xương phòng ở hai bên trái phải. Điện hạ, là phiền người đức yên ở đây với Bách Vô Cầu và Nhân Sâm, đợi bọn ta. Quỷ Bất Quỷ vừa nói chuyện vừa nhìn theo bóng lưng Ngô Miễn, sau đó lại nói với hai con yêu quái. Hãy đặt các người ở đây với điện hạ, tuyệt đối không được đi lại lung tung. Vừa rồi lúc dọn dẹp nơi này, không khởi động thuật pháp nguyền rủa đã là vô cùng may mắn. Đừng để vì các ngươi mà hỏng hết mọi chuyện đấy. Ông già, hai người muốn tìm cái gì? Ông đây chắc là giúp được chứ nhỉ? Bạch Vô Cầu thấy Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ để ba người mình ở lại, thì không hài lòng cho lắm, nói tiếp: chỉ cần cha nói ra, ông này nhất định có thể giúp các người tìm được đây. Chính ông già ta cũng không biết phải tìm cây gì đây. Quỷ Bất Quỷ cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: dương pháp của thuật pháp nguyên rủa này là cố định, nhưng âm pháp lại thay đổi khôn lường. Có thể là đế cắm nến, cũng có thể là gương đồng. Cho dù là ông già ta cũng không dám chắc. Các người ở lại đây, đừng vọng động. Nói xong, Quỷ Bất Quỷ quay người đi về hướng ngược lại với Ngô Miễn. Đi theo bóng dáng ông già biến mất, Bạch Vô Cầu quay đầu nói với Chu Doãn Văn: nhọc con Hoàng Thái Tôn, nó không chừng hôm nay người sẽ phải xong đời tại đây đấy. Ông đây và ông già sẽ đồng quy vô tận. Để lúc đó mọi người nắm tay nhau cùng xuống địa phủ nha. Cháu trai, muốn xuống địa phủ thì tự người đi được rồi, đừng tinh nhân sân bọn ta vào. Nhóc Đẹp Tam nhìn Bách Vô Cầu một cái, nói tiếp: có lao cáo giả như cha người ở đây, cộng thêm một Ngô Miễn nữa, có chuyện gì mà không làm được chứ? Đầu lúc này, từ vị trí Ngô Miễn vừa mới biến mất chuyển đến giọng nói của nam nhân tóc bạc: được rồi, cả người có thể thở mạnh rồi đấy. Âm trần đã bị ta phá giải, cả người vào xem đi. Ông đây nói mà, có hai bọn họ ở đây, chuyện gì mà làm không được. Bạch Vô Cầu cười ha hả, cao tay Chu Doãn Văn đi về phía phát ra tiếng Ngô Miễn nói chuyện. Nhóc Nhậm Tam giống như có chuyện gì đó nghĩ không thông, hai đầu mày của nó cau lại. Bông thì muốn ở lại chỗ này, nhưng rồi lại vẫn đi theo phía sau Bạch Vô Cầu và Chu Doãn Văn về chỗ Ngô Miễn vừa biến mất. Ngay lúc cả bà vừa đi được 7-8 bước, ở phía còn lại chuyển đến giọng nói của Quỷ Bất Quỷ. Ông già thở hồng hộc nói: đừng qua đó, kẻ kia là giả. Ông già ta và Ngô Miễn đã bị nhốt bên trong rồi. Các người đừng ở lại nơi này nữa, lập tức rời khỏi đây. Ông đây phải nghe ai mới được chứ, các người không lộ mặt, làm sao ông đây biết ai là thật, ai là giả? Bạch Vô Cầu giật mình, lập tức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhóc Nhậm Tam cũng cau mày, hét về phía phát ra giọng nói của Quỷ Bất Quỷ: lão bất tử, người làm sao chứng minh mình là thật? Sau câu nói này thì không nghe thấy giọng nói của Quỷ Bất Quỷ nữa. Bất kể Nhóc Nhậm Tam có gọi thế nào cũng không thấy giọng nói của Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ vang lên. Đợi một hồi lâu, Bạch Vô Cầu thật sự không đợi được nữa. Cô ông chẳng thèm quan tâm đến Nhóc Nhậm Tam và Chu Doãn Văn. Hắn đi tới nơi vừa rồi Quỷ Bất Quỷ biến mất, vừa đi vừa nói: Nhậm lao tam, người chờ ở đó, ông đây đi dẫn ông già về. Hết chương 20, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.